Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại đấu trường danh vọng mùa đông năm 2017. Và chúng ta vừa tới được ván đấu đầu tiên giữa cặp đấu Sài Gòn Phantom cùng với cả Alpha Team. Và Sài Gòn Phantom đã có một chiến thắng rất thuyết phục, đúng không nào? Về mặt lý thuyết thì việc mà Alpha Team thua Sài Gòn Phantom là không nhiều bất ngờ, đúng không? Bất ngờ có lẽ duy nhất đó là sự khởi đầu tốt của Alpha Team. Và bất ngờ tiếp theo đó là cái cách họ quăng trận đấu đi, cái cách mà họ bị đối phương lội ngược dòng nó quá nhanh và chớp nhoáng. Thì tôi nghĩ là khâu cấm chọn họ làm tốt hơn rồi. Hãy nhìn cách mà Oma của xe mấy level đầu, mấy cấp độ 1, cấp độ 2 lấn lướt hết lớp 95 rồi đép, đúng không? Nhưng về sau thì chỉ cần đép đạt cho mình cấp độ 4, có được thủy thần thì mọi thứ được lội ngược dòng hoàn toàn. Tôi nghĩ nó nằm ở một vấn đề, đó là đã cam thì ít nhất phải cam cho tới một tí. Đánh cho chót. Đúng rồi, đánh cho chót, đã thọt rồi phải làm cho thọt tới tận cùng luôn, như bao nhiêu mà đấu vừa rồi thôi. Anh ta bị tấn công lần 1 không thành, lần 2, lần 3 thành và tiếp tục đó là lần 4, lần 5. Trong khi đó bên phía của Sài Gòn Phantom, họ cũng có một chiến thuật đó là ganh, và họ ganh thành công hơn so với cả bên phía Alpha Team rất nhiều. Alpha Team lại ganh lên anh chàng Irie, đúng không nào? Khó, ganh Irie là khó. Thực ra trong cái trận đấu vừa rồi thì các cánh, như tôi đã phân tích, các cánh của Sài Gòn Phantom đã như đã nói thì chỉ có từ hòa đến thắng mà thôi. Đó là Malok, đó là Irie, đúng không? Malok, khi mà bạn tấn công Malok mà Malok lên theo kiểu chống chịu, liên tục sử dụng quỷ kiếm, có được cái nội tại ma vương của mình thì gần như bạn khó hạ gục Malok, thậm chí bạn là người chết ngược. Irie là điều tương tự như vậy. 3 lần kiếm vũ, 1 lần long kiếm, và chưa kể khả năng kiếm khí của anh ta có thể làm choáng được nhiều người nữa. Thì cái việc mà Sài Gòn Phantom đầu tư Alpha Team đầu tư nhiều người để bắt một cánh của đối phương là sai. Có lẽ họ nên đầu tư nhiều người để bắt thẳng vào rừng của đối phương, không bắt được thì cướp. Và tôi nghĩ rằng thì cái vấn đề trợ thủ sẽ được đặt nặng lên cao hơn, khi đó sẽ là một trong hai vấn đề mà nó đã giúp cho bên phía Sài Gòn Phantom có được chiến thắng nhờ anh chàng Crest, đúng không nào? Và lần này bên phía của Alpha Team họ cấm đi đó là Lữ Bố à. Tôi nghĩ đây không phải là một sự nguy hiểm quá lớn khi mà Sài Gòn Phantom có được nó, trong khi đó Sài Gòn Phantom vẫn giữ vững cái lực cấm của mình, và đó chính là anh chàng Zuka. Malok là chọn đầu tiên của Alpha Team. Có lẽ đây là một phương án để ngắt đi cái chuỗi combo của Sài Gòn Phantom, đúng không? Nếu như mà Sài Gòn Phantom có được Malok thì họ hoàn toàn có thể lựa chọn Crest rồi lựa chọn Zina một lần nữa. Trong Na, Bùi Vĩ Tướng sẽ đảm bảo cho cả đội Sài Gòn Phantom hóa giải ưu khống chế của đối phương, và thêm cả Oma nữa, khá ổn. Và lấy thêm cả Oma và cùng với cả Jokna thì đây là hai bộ đôi cực kỳ khó chịu ở ngay những cấp độ 1 với cấp độ 2 thôi. Khả năng hiệu ứng khống chế có và khả năng đẩy đường có luôn. Như vậy tôi nghĩ rằng bên phía Sài Gòn Phantom sẽ có một hướng đi là tập trung nhiều thành viên nhất có thể và tiến sang rừng bên phía đối phương, cướp luôn bùa thuật sĩ hoặc là bên phía bùa đỏ còn lại. Trong khi đó bên phía của Alpha Team họ đang có gì đây? Đó là Murat. Vật đó thôi, là thôi, stop, không điều thiện rồi. Tôi lại tưởng Yon thì tuyệt vời quá. Chơi này là giống thanh kiểu thanh niên Joy V. Đúng không nhỉ? Nhập. Nghĩa là có một trận đấu trước TTN thì phải. TTN đang kiểu như là cái gì Payna rồi Butterfly rồi mới quyết định đưa ra lựa chọn cuối cùng là Laurien. Và lựa chọn đó của Team Alpha là Ras. Và Ras. Và vẫn tiếp tục là Jhina mà không phải là một con tướng ở khu vực giữa nào khác. Và thêm cả Irie luôn. Thì như vậy thực sự bên phía của anh chàng lớp 95 này, anh ta thực sự rất tự tin vào Jhina. Vì dù sao Jhina cũng không hẳn là quá ao meta, anh ta vẫn có giữ những cái vị trí, những cái chiêu thức của anh ta, giúp người ta sống đủ lâu trong các pha giao tranh để tạo những cái sự khó chịu. Trong khi đó thì bên phía đội hình của Alpha Team họ đang có những mảnh ghép cuối cùng, đó là Thane ở vị trí trợ thủ, và đó là cả Zephyr. Khả năng solo đường, đúng không? Tuy nhiên ở đây là trận đấu mà tôi đã tự đặt câu hỏi, đó là lớp 95 phối hợp với ai? Ai sẽ là người giữ chân đối phương? Ai sẽ là người tiếp tục dồn sát thương đối phương? Và nhiệm vụ lớp 95 là chỉ băng vào và gây ra sát thương tối đa thôi, cũng như là hạ gục thành viên đối phương, đúng không? Bởi gần như Chona, Irie, Oma hay thậm chí Darkroot đều khả năng hoạt động độc lập rất tốt, và thường những bộ chiêu thức rất khó để tạo ra một vùng ảnh hưởng lớn trên diện rộng, thường chỉ là một mục tiêu mà thôi, trừ khi đối phương tự ôm vào nhau thì đó là đa mục tiêu. Và trong lần này thì các thành viên bên phía của Alpha Team nó lại đến được sự chủ động từ các vị trí như Malok có thể luyện ngục, như là các anh chàng Murat, hoặc thậm chí là các vị trí còn lại đều có khả năng tự bảo vệ bản thân mình, chưa kể là có khả năng gây sát thương khủng như là anh chàng Zephyr nữa. Thì như vậy trước khi mà Jhina vào thềm giao tranh thì tầm tay của Jhina không phải là một vị tướng đánh quá xa, anh ta cần phải đưa tấm thân của mình lên đủ tầm
thì đồng nghĩa với việc bên phía của đối phương cũng đủ cái cơ hội để dùng không kích thất tung hay là dùng cái bộ chiêu thức hiệu ứng khống chế của Balog để dồn vào, thì Zina cũng sẽ là người gặp nguy hiểm đầu tiên. Đúng. Tuy nhiên cũng nên nhớ một điều rằng chiêu cuối của Zina khi bật lên thì sẽ giúp cho anh chàng này miễn nhiễm sát thương của đối phương đi con số hình như tối đa là 40% nếu như tôi nhớ không nhầm. Lâu rồi tôi không chơi Zina, không nhớ nữa. Thì điều đó có thể khiến cho nếu như mà Alpha Team dồn quá nhiều sát thương vào Zina và không hạ gục của Zina thì họ sẽ thiếu sát thương để kết thúc 4 người còn lại, thì đó cũng là một cái điểm trừ của họ nếu như quá cái tha Zina của lớp 95. Trận đấu đã bắt đầu. Bước di chuyển có vẻ như là tương đối an toàn đến từ Alpha Team khi họ chủ động phòng ngự ra từ cả 3 đường. Như đã nói thì nguồn sát thương đến từ Sài Gòn Phantom đầu trận là dồi dào hơn rất nhiều và họ tập trung 4 thành viên tiến thẳng vào bùa thuật sĩ bên phía đối phương. Pau đã nhìn thấy và họ lao vào gặp xe ở đây, nhưng bây giờ là thế bánh mì kẹp thịt. Zephyr của Pau lao vào, bùa thuật sĩ chưa phải nằm xuống, đang tranh chấp đó là đồng 5. Cùng với cả anh chàng Zephyr lao ra, khói đã xuất hiện và đang kẹt lại, đó là lớp 95. Anh ta đang cố gắng thoát ra khỏi vòng vây nhưng điều đó là không đủ. Và bây giờ chạy ngược hướng về bên phía không có đồng đội của mình. Chiến công đầu thuộc về dành cho anh chàng khói. Thực ra anh ta có thể chạy được như vậy, nhưng cách tốt nhất để chạy đó là lẳng lặng đi mà chạy. Nhưng anh ta đây vừa chạy vừa bắn đối phương, không khác gì lại âm thổi bụi này. Và dường như đó là một cái pha xử lý tương đối đáng tiếc của lớp 95. Và chỉ cướp được bùa lợi thuật sĩ hình như là anh chàng đồng 5 ăn được thì phải, nhưng phải trả giá bằng một mạng chiến công đầu thì tôi nghĩ rằng nó không đáng một chút nào cả. Xe đang đi dừng nhưng anh ta không thoải mái một chút nào cả khi cả Dev cùng các thành viên khác đều vào đây và phải kêu gọi Rush và phải kêu gọi các thành viên khác vào hỗ trợ khu vực đường dưới. Malok của anh chàng PTL cùng với cả Yamate đang tranh chấp ở đây. Pha xử lý tương đối chắc chắn của Alpha Team, tức là pha đó thường là hỗ trợ, ở đây cụ thể hơn là khói có thể di chuyển vào rừng và giúp xe cướp nhanh con bùa đỏ đấy, đúng không? Nhưng anh ta lại tính theo kiểu là mình khói, xin lỗi, mình xe có thể tự ăn được con bò đấy rồi, và nhiệm vụ của mình đó là cầu máu trước những bãi rừng đi, và khi mà xe di chuyển vào thì ăn những bãi rừng nó nhanh hơn. Thì sai lầm bởi không ăn được bùa đỏ của đối phương khi mà xe đã thấp máu. Và đây là ai? Đây là Yamate, và Yamate đã nằm, đó là Fegaluya không. Xe với tình huống dẫn bóng về và lui đi được với việc chỉ có một chấm máu trên người. Có vẻ cái lần đi kiểm soát này của Yamate không hiệu quả cho lắm. Khi anh ta vào lần đầu thì các thành viên bên phía của Alpha thì anh ta không ra luôn, mà anh ta đứng lại ở đó và cuối cùng phải nằm xuống. Khi bây giờ thiếu người thì ngay lập tức đến phía của Alpha Team đang kéo người ra đây rất đông để tranh trước con rồng hắc ám này, đã lao vào nhưng chưa có chiến thức nào cả. Rồng hắc ám thuộc về bên phía của Alpha Team rất bất nhưng ngờ. Họ cũng phải nằm trong vòng vây còn lại của Sài Gòn Phantom. Tiếp tục lao vào là Pau và kêu gọi thêm cả xe đây nữa, nhưng Sài Gòn Phantom họ chạy được, họ đang cố gắng tháo chạy. Airy có những lần lui đi và cả Nacross cũng vậy, nhưng cực kỳ bất ngờ khi bên phía của Alpha Team cướp được con rồng hắc ám. Đúng. Và thực sự đáng tiếc dành cho anh chàng Pau, nếu như mà sử dụng nhanh tay hơn, chuẩn xác hơn và cũng như tìm mục tiêu hợp lý hơn với cái bộc phá của mình, anh ta đã có thể hạ gục được hai thành viên đối phương và khi xe tới là thành viên còn lại của Sài Gòn Phantom. Nhưng nói chung là người tính không bằng trời tính, và con rơi dành cho Alpha Team. Dep băng vào nhưng Dep liệu có chạy hay không? Câu trả lời là có, bởi Alpha Team không còn gì để giữ chân Dep nữa, không còn gì để cướp con rơi đó nữa, nên là phải lùi đi. Và trong một pha giao tranh như vậy thì tự nhiên Sài Gòn Phantom họ đang mất đi quá nhiều, mất đi con rồng, đã mất nhiều rồng, bây giờ lao vào trụ và đang phải nằm xuống cho sát thương cuối cùng. Và Excalibur cũng hạ gục được bên phía của đối phương, không hiểu Zeref ra đây, và đây là một sự giao tiếp không thành công giữa các thành viên bên phía của Alpha Team. Xe có thể lùi sớm hơn và tạo tiền đề để Excalibur kết thúc. Anh ta băng vào quá sâu và đối phương khi mà đồng đội nhận ra là mình cần phải sử Excalibur thì đó là cú Excalibur mang tính chất là cái S-Mạ và cũng không cứu khỏi xe, bởi đã có sự tương tác đến từ trụ và hình như một phần nào đó là từ Nacross của Zeref, đúng không? Và giao tiếp lỗi nó dẫn tới việc là bạn đổi mạng và không phải là cái gì đó nó quá nhiều cả. Và lần này thì Sài Gòn Phantom họ không chơi theo cái lối chơi như ván đấu trước nữa, họ đang muốn đẩy mạnh tiến độ cả ba khu vực đường và liên tục sang cướp rừng bên phía đối phương. Họ đang muốn ngăn chặn cái quãng đường, nâng cao sức mạnh của anh chàng xe kia, mất đi ảo ảnh chàng nhưng không vào cướp được vì đang quá sâu và không hề có thông tin gì khác. Rồi, xe tiếp tục farm. Tầm này là Murat chỉ có farm thôi, có đồ và sử dụng ảo ảnh chàng để tạo ra áp lực với thành viên đối phương. Nếu như mà ảo ảnh chàng được sử dụng, tôi nghĩ là tầm lớp 95 hay là Zeref hoàn toàn có thể mất đi 2.000 máu là chuyện bình thường. Và nếu như mà ảo ảnh chàng có thể dùng trên diện rộng thì toàn bộ đội hình của Sài Gòn Phantom sẽ mất đi một lượng máu cực kỳ lớn. Con rồng thứ hai trận đấu đã ra, nên nhớ con rồng đầu tiên là sự xuất sắc của khói với pha cướp, còn lần thứ hai thì không biết là có may mắn hay không.
Và thực sự thì đội hình Sài Gòn Phantom tôi đang nghĩ rằng hơi thiếu sát thương một chút khi mà Jina cùng với Chokna không đó phải quá nhiều. Và bây giờ lao lên tấn công, Valeria kéo luôn một thành viên về và có cả Luyện Ngục. Nó trúng hất tung được hai thành viên và hạ gục rồi. Và bây giờ lao lên Excalibur không trúng vài cả. Nhưng Sài Gòn Phantom ở thế thiếu người này. Có thêm một ZF. ZF lao ra và hất tung được nhiều thành viên. Nằm xuống đó là Zephyr. Và đó là một pha quét sạch dành cho Sài Gòn Phantom với những sự phối hợp tốt giữa anh chàng Love 95 cùng với cả Zeref. Rất khôn ngoan đó là Sài Gòn Phantom. Tôi đánh giá cao pha sử dụng cú vực hỗn loạn và quay trở lại trả sát thương của Yamate. Bởi nên nhớ rằng trong quá trình truy đuổi, Alpha Team lại bất ngờ đứng gần vào nhau. Và khi bật vực hỗn loạn thì việc sử dụng chiêu thức thứ hai của Chona gần như liên tục và tạo ra một tấn sát thương. Cộng với việc Zeref tới với bồi thẩm đoàn và gương phán quyết nữa cũng tạo ra một đống sát thương và ưu khống chế và khiến cho Alpha Team từ đội thắng trở thành thua. Họ đang hơn người và tập trung lại với nhau và chỉ cần một lần hất tung thành công một sát thương là vừa đủ. Bây giờ tiếp tục lao lên nhưng bây giờ là 3-3 và lớp 95 chắc chắn anh ta cũng không sợ với những chiêu thức của mình, quay ngược trở lại trả sát thương cực kỳ tự tin. Lượng đồ bây giờ chắc chắn không còn là thua kém nữa. Sài Gòn Phantom đang vươn lên với 3.800 tiền, hơn 3.200 tiền là chính xác nhất. Và bây giờ họ đang chơi cái thế kiểm soát khi họ lấy được cái trụ ở khu vực đường giữa này rồi. Trong khi đó Alpha Team họ chỉ dừng lại ở thế đẩy nhưng chưa có được bất cứ một cái mục tiêu lớn nào ngoài con rồng đầu tiên mà họ có. Và đó là lồng kiếm để sử dụng xóa sổ quái vật cho nó nhanh đến từ anh chàng Đồng Năm. Còn ở khu vực đường dưới đó là pha tấn công nhanh của Sài Gòn Phantom nhưng không thể hạ gục được PTL. Như nói, với việc có được sát thương chuẩn thì trang bị lên của Oma, các bạn của Malok là trang bị chống chịu hoàn toàn 100%. Rồi, nhưng lần này hơi khó dành cho PTL, anh ta sẽ phải nằm. Anh ta đã nằm rồi, người nằm tiếp theo có thể sẽ là khói. Lớp 95 đang bị bối rối, không biết chọn ai là mục tiêu. Bị xe tấn công và lớp 95 sẽ phải nằm, chắc chắn luôn, thề luôn. Ba điểm rồi cho Alpha Team. Và thậm chí là thêm nữa này, lần này xe anh ta phải xuất hiện trước hai người cơ. Và ZF khói đã phải nằm xuống, ZF hạ gục thành công. Nhưng anh ta cũng đang yếu máu nhưng kéo thêm được thêm một mạng nữa. Và đó là hai mạng dành cho anh chàng ZF, mạng siêu Việt. Một pha xử lý tốt. Đây là một pha xử lý tốt bên phía Sài Gòn Phantom trong một pha ngàn cơn treo sợi tóc như vậy, nhưng họ vẫn tìm ra hướng đi và có đáp một tát dành cho mình. Đó là pha tỏa sáng đến từ ZF đúng không? Và gần như mà nếu như không có sự xuất phát sự tỏa sáng đó của ZF cũng như Đồng Năm thì đó là pha thất bại toàn tập của Sài Gòn Phantom. Nhưng họ đã tới, họ đã lấy được hai điểm hạ gục và khiến cho pha trao đổi hình như là từ 3-1 trở thành 4-3, như vậy là từ lỗ 2 trở thành chỉ lỗ 1 mà không, thế là cũng được rồi. Thế là quá là gỡ gạc thành công dành cho bên phía Sài Gòn Phantom rồi. Và với một cái thế khi mà bạn để cho Sài Gòn Phantom có Nakroth, có thêm cả Jina cũng cả Airi, ngưỡng sức mạnh tăng lên là rất nhiều. Chủ động là người ăn rồng, đó là Sài Gòn Phantom. Đẹp đang ngăn cản khói nhưng không thể nào cướp được con rồng của Sài Gòn Phantom đang lao lên. Muốn sát thương là không có và Chokna những lần ảo ảnh chạm đến từ chàng Murat kia nhưng chưa ai phải nằm xuống cả. Và bây giờ có cả 10 thành viên ở đây. Yamate đang gặp nguy hiểm, anh ta đang lùi đi. Nhưng Đẹp đang chống chịu khói, đang yếu máu, đang lùi đi. Và PTL là người còn ở trong vòng vây và mạng chấm dứt dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Vẫn lao lên là ZF, tiếp tục là chiến công nữa dành cho ZF. Anh ta nhảy sang tường và đó là ba mạng dành cho Sài Gòn Phantom. Đó là double tap dành cho ZF và dường như không cách nào để Alpha Team có thể ngăn cản được Nakroth trong tay của ZF cả. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đó là cái trụ này và đó có thể sẽ là một cái trụ thứ hai nữa. Và nếu như Sài Gòn Phantom quyết tâm họ làm điều đó, họ có thể làm được. Nhưng câu trả lời là không, họ muốn chơi an toàn. Họ phải chơi an toàn mà thôi, khi mà bây giờ nếu mà đánh cược thì có vẻ là hơi sớm. Vì dù sao Alpha Team cũng đang ở một cái thế chưa phải là chủ động. Vì dù sao đội hình này của họ tôi vẫn đánh giá là nếu như có sự phối hợp nhuần nhuyễn với nhau hơn, họ vẫn có thể giành chiến thắng. Trong pha đó họ lao vào cái hang rồng đó nhưng họ bị xé người ra quá nhiều, nguồn sát thương không được nhồi vào cùng một lúc. Chính vì vậy Sài Gòn Phantom có đủ thế cờ lao lên, muốn lao lên tấn công nhưng nguồn sát thương của xe bây giờ không phải là quá nhiều nữa cả. Và bây giờ bị bắt lại và Valeria anh ta sẽ là người phải nằm xuống. Khói thì vào quá muộn và bao cũng đến muộn luôn. Nhưng các thành viên bên phía của Alpha Team bây giờ họ đang đánh một cách cực kỳ tàn giã. Vào thứ nhất là đi lẻ, thứ hai là ra vào không hợp lý, và thứ ba đó là việc họ di chuyển từ người vào một đó, khiến cho họ trở thành một cái diễn đàn bị mùi thơm dành cho các thành viên của Sài Gòn Phantom, nhất là khi Sài Gòn Phantom có tận 5 người. Thì việc mà từng người đi lẻ vào một như vậy chỉ khiến cho họ chiến tranh hơn thôi. Và bây giờ họ chưa có được cái trụ này, quá đáng tiếc là cho bên phía của Alpha Team. Tôi nghĩ rằng Sài Gòn Phantom cứ cái thế này họ sẽ có được chiến thắng. Xe bị bắt lại với một Murat, một sát thương không có thì anh ta lấy gì để mà chạy đây. Còn sống sót tôi nghĩ với khoảng này, khoảng tầm
100 máu là cùng thôi. Xe vẫn sống được và anh ta lùi về thành công. Nhưng các thành viên bên phía Dragon Phantom có đủ thời gian để đẩy tiếp. Đồng Nam lao vào hơi sâu, anh ta đã lùi ra với những cái lần kiếm khí, những lần rút đi của mình. Rồng Hắc Á một mình, Darkrot cũng là đủ. Và thêm trụ thứ tư dành cho Dragon Phantom. Vừa rồi anh có hỏi là xe lấy cái gì để chạy, thì có lẽ tôi xin trả lời đó là lấy một sự may mắn nào đó để tẩu thoát được chiếc xa thường của đối phương, đúng không? Và với việc anh ta chưa nằm xuống như vậy, và anh ta tôi nghĩ là cũng không thể giúp ích quá nhiều cho Alpha Team. Zedep tay đôi và đó luyện ngục chạy được. Zedep mạnh quá. Quá mạnh, bây giờ quá mạnh rồi. Với 18 mạng gấp đôi so với lượng mạng mà Alpha Team đang có được. Và bây giờ với một xe, với một Murat, một sát thương không có như thế kia, thì anh ta làm sao mà chơi kiểu cứ cấu máu xong rồi tấn công được. Và bây giờ thậm chí cả đống năm một sát thương cũng tự tin để băng trụ luôn này. Và thêm cả hai thành viên khác nữa. Và đó là hai mạng dành cho Sài Gòn Phantom. Và với cái thế đẩy này thì họ vẫn có thể thành công. Excalibur không thành công. Còn khu vực đường giữa thì sao? Lớp 9 Nham cùng với cả Yamate, họ thậm chí băng cả trụ để tấn công luôn. Yamate vẫn chưa nằm xuống, khói thì lấy đâu ra sát thương để tiêu diệt đi chú voi kia. Và sẽ là một đường dành cho Sài Gòn Phantom. Đây là trận đấu mà Sài Gòn Phantom đánh cảm giác là tốt hơn hẳn so với ván 1, đúng không? À, đặc biệt là những pha xử lý của ZF ấn tượng hơn, hủy diệt hoàn toàn. 11.000 tiền rồi. Lớp 95 thì lớp 95 với những cái lần giảm thiểu sát thương của lớp 95 nó giúp cho anh ta đủ sống sót, cực kỳ may mắn. Anh định chê nhưng lớp 95 khẳng định luôn, làm sao mà chê được tôi đây. Và bây giờ lượng tiền thôi có lẽ không phải nhắc tới đâu, 12.000 tiền chắc chắn vào đấu này Sài Gòn Phantom cứ cái đà này họ sẽ chiến thắng mà thôi. Không có cái cớ nào để cho bên phía Alpha Team có thể đánh được cả. Hãy nhìn về lượng đồ mà xem, những món đồ lớn đếm ra của Alpha Team hoàn toàn không thể nào đong đầy bằng bên phía Sài Gòn Phantom đang có được. Thậm chí bây giờ với một Yamate, với một chú voi ở bản đồ thế này cũng có thể solo lại được so với anh chàng Murat. Được, nếu như Murat quyết định ở lại tay đôi thì không có cửa để cho Murat thắng được trong đa ở thời điểm lúc này. Còn với PTL thì diễn cảnh này nó quen quá, lần thứ mấy tôi cũng không nhớ được nữa, nó quá quen. Zedep băng vào đó, đó là gương mạnh quyết hất tung được khói. Dep cũng băng vào theo nhưng không chóa được ai. Ồ, đó là một pha đẩy vào đẩy đi rất khập khiễng của Alpha Team. Người đẩy vào là Thên. Không, người đẩy vào đó là Feluya thì đúng hơn, và người đẩy đi đó là Thên của khói. Hào cố gắng đòi lại một điểm ảo gục, anh ta làm được điều đó nhưng anh ta không thể nào đòi được điểm ảo gục thứ hai, thậm chí anh ta còn nằm. Dễ đã băng tới và tiếp tục sử dụng gương hành quyết, và hai đường dành cho Sài Gòn Phantom. Cái lần vào ra của bên phía Alpha Team họ dường như đang mất giao tiếp quá nhiều. Từng người vào một thì làm sao có thể đồng đều bằng cả ba thành viên, cả bốn thành viên cùng gây sát thương vào cùng một lúc được như vậy. Luyện ngọc cũng chỉ để hất tung mà thôi. Tôi nghĩ đến lúc này thì Sài Gòn Phantom có thể tấn công được và có được chiến thắng của mình với việc ZF cùng với lớp 95 cùng với Dep ở đây. Nhưng đang câu kéo đủ thời gian nha, xe còn 2 giây nữa anh ta đang ra. Và PTL câu kéo đủ nhưng có thêm cả đồng năm thì chắc chắn chiến đấu này, ván đấu này Sài Gòn Phantom có tỷ số chung cuộc đó là 2-0. Thuyết phục, phải nói là thuyết phục, mặc dù nếu như xét về một cạnh đây là đội tuyển Việt Nam duy nhất vượt qua vòng bảng TOG thì màn thể hiện của họ cũng không thực sự quá thuyết phục với cái tên như vậy. Nhưng ở trong bối cảnh họ cần một chiến thắng để có thể tạo ra một bước tiền đề cho những giai đoạn tiếp theo của giải đấu, thì chiến thắng này là chiến thắng cần thiết của Sài Gòn Phantom. Với chiến thắng này thì Sài Gòn Phantom hiện sẽ có 2 trận thắng sau 3 trận đấu và đang có một bước tiến tôi nghĩ là tương đối lớn ở khu vực xếp hạng, nhất là trong bối cảnh GameTV vừa thất bại trước TTN. Và bây giờ thì Sài Gòn Phantom có thể tự nêu tên mình là một trong những đội tuyển mạnh trong giải đấu lần này cùng với cả Game Thái Nguyên. Và MVP của họ thuộc về đồng năm khi anh ta chưa phải nằm xuống một lần nào cả, 14.2. Trong khi đó thì bên phía của Alpha Team thì cũng chỉ dừng lại ở xe 16.2 thôi, những chỉ số của họ cực kỳ tệ. Và có lẽ Sài Gòn Phantom vẫn giữ vững được những phong độ của mình, mặc dù họ có hơi thụt lùi một chút, nhưng trong bàn đấu này họ vẫn khẳng định rằng mình là một con hổ lớn trong cái khu rừng này. Và đó là những diễn biến của ván đấu thứ 3. Game đấu thứ 3 không có quá nhiều bất ngờ với chiến thắng thuộc về Sài Gòn Phantom. Chúng tôi vẫn còn một cuộc đối đầu nữa, Pro Army đối đầu với Marine Esports, và chúng tôi sẽ quay trở lại khi cuộc đối đầu đó được bắt đầu.